Sao cái nhà hàng này ai cũng xinh đẹp hết trơn ta. Dạ. Nhà hàng này sao mà ai cũng đẹp quá vậy? À, nhà hàng gì bà tươi, sao luôn người nào người nấy xinh, nó chừng xinh luôn à. Mọi người nhanh tay nhẹ chân lên, có mì xát xíu đây. Cả nhà ơi, đến ăn mì xát xíu nha. Trời ơi, nhìn kìa, tay bóc thấy ngon chưa? Mở nhà hàng được rồi đó, ai bóc cũng gọn, nếu sợ luôn á. Đây em, bỏ vô. Cái nào trụng rồi thì đưa cho chồng em, để em nhóc đó kìa. Mấy cái bên này trụng hết rồi. Đó, 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 đó. Đó, dạ. Cái này là chưa nè. Yeah. Frankie Lou là đang nhìn nè, mọi người đang nhìn nè, vô đây ăn nha, mì xá xíu đi nè, thấy chưa, thấy ngon lành không? Trời ơi, mãi vô, mãi vô. Tô này 10 đồng thôi, 10 đồng tô. Em thấy là nó trụng rồi, em nói tay qua đi. Cái nào trụng rồi con? Năm đồng tô, 10 đồng ba tô. Trời ơi, rẻ quá vậy chồng, ngon quá trời, cái gì luôn à. Phụ vô lỏng thấy đường luôn. Ngon quá trời, ngon luôn à. Đó. Cả nhà đang coi đó. Buy two get one free. Dạ, phụ ăn đi chị. Phụ ăn, phụ ăn. Ai ăn rồi muốn ăn nữa thì đến get like lại, ok? Được không má mi? Cô Như Hảo. Trời ơi lạnh ngắt hả? Không được. Trời ơi thấy chưa? Ăn rồi ăn non get like lại nó cho ăn nữa không? Cho hai tô đặc biệt vô nhà trước đi. Cho sư phụ. Cho sư phụ đi rồi cho chú Thành với cô Lan. Hai tô trước đi được không? Mình cái đó. Cái nào tốt anh chị? Tụi chị mới ghé lên cái chỗ quán cà phê của chị Vy Trương Vy á. Nghe hả? Ờ, chú quán cà phê ngay chỗ Duy đó.